Lại một bài so sánh nhưng lần này sẽ là iPhone 13 đối đầu với lại Xiaomi 12T Pro Thật sự là vô lý Con này vừa ra phải so với iPhone 14 chứ đúng hải Đúng ạ Rất là không công bằng Vãi đạn iPhone 13 giá còn cao hơn của Xiaomi 12T Pro Úi giời ơi Thực sự ra mà để nói ấy, không có bài so sánh nào nó là công bằng cả Con này ra 2022 Con này ra trước nhưng con này giá còn rẻ hơn con này Thôi 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 các thôi, ông dẹp mấy cái comment đấy đi Đơn giản là bây giờ nếu mà đặt cùng mức giá với nhau Người ta quan tâm là 13 Có ngon hơn Xiaomi 12T Pro không Khi mà camera con này là 200M Con này camera 12M Thế các bạn ngồi xuống ăn cái dép và uống cái giày đi Và tôi sẽ so sánh cho các bạn xem là con nào ngon hơn đây này Cái giá bán các bạn nhìn cho kỹ vào đi Tôi không có chém gió đâu Bên s đang treo con này ở phân khúc tầm 17 triệu nhưng mà các bạn phải hiểu là còn được tặng cả máy lọc không khí nha quà tặng của nó lúc đấy con này chỉ tầm khoảng là 15 triệu là căng iPhone 13 lệ chúa trên cao Turn Down what? giá của nó cũng ở phân khúc này Mà thực sự ra là nói phần nào nó còn cao hơn so với lại trước điện thoại Xiaomi 12T Pro Và tất nhiên tôi sẽ để link bên dưới 7S để cho anh em nào sở hữu iPhone chính hãng VNA bảo hành tốt thì phải đến đại lý của 7S nha Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so đầu tiên là camera 200M mà chơi với loại 12M thì nó như thế nào trong cái điều kiện thiếu sáng thì rõ ràng hai con này khác nhau ngay từ cân bằng trắng rồi con iPhone thì sẽ thiên về vàng còn cái con Xiaomi này sẽ lại thiên về hơi ám xanh và thực sự mà nói chi tiết của cái con Xiaomi cũng sẽ kém hơn một chút so với lại cái con uh, iPhone 13 này của mình và nếu các bạn bật 200m ra nó sẽ cứu lại phần nào nhưng thực sự là mình nói cái 200m này cũng hay tốc độ chụp 200m của con Xiaomi 12T Pro cực kỳ nhanh các bạn bấm một phát nó lưu ảnh luôn. Nó không phải cái kiểu là bấm phải xoay xoay chờ đợi đâu. Nên nó cũng là một phần nào khiến cho các bạn sẽ sử dụng trong những điều kiện chúng ta chủ động muốn tăng chi tiết nhiều hơn. Còn khi chụp bình thường với 12 megapixel, nó sẽ thua kém một phần. Nếu mà iPhone là 10 điểm thì nó phải được 8,5 cho đến 9 điểm về độ chi tiết này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là khi xử lý HDR trong nhà thì da mặt người của con Xiaomi 12T Pro khi cố cứu được toàn bộ những cái biển hiệu phía sau sẽ khiến cho mặt thằng Hải rất là vàng iPhone thì sẽ không bị hiện tượng như vậy nhưng ngược lại là nó sẽ cháy toàn bộ những biển hiệu quảng cáo này Có thể nói đây chính là cái thuật toán AI của hai bên khác nhau iPhone luôn luôn nhận ra chủ thể là người và ưu tiên xử lý người trước Còn điện thoại Xiaomi thì chỉ cần biết là phải cân bằng được toàn bộ vùng sáng tối Thế nhưng mà ảnh của Xiaomi tổng thể vẫn là một cái tấm hình nó sẽ thay đổi con người bạn ở trên iPhone zoom lại cái tấm ảnh này thằng Hải trông nó giống như một thằng bết bát trong cuộc đời Nó đã hành hạ như thế nào Còn trên điện thoại Xiaomi biến thành một xoái ca hot boy Mặt thì mịn không còn tí chi tiết râu ria hay những cái mụn trên mặt nữa Rất tuyệt vời phải nói điện thoại Xiaomi dành cho Hải là rất hợp Vì vậy, vậy nên điện thoại iPhone ở trong cái phần so sánh này vẫn đem lại độ chân thực Trời cả về màu sắc cân bằng trắng về độ chi tiết nhỉnh hơn so với chiếc Xiaomi 12T Pro Mặc dù có độ phân giải cao nhưng mà thuật toán vẫn là thứ quyết định cái tấm ảnh các bạn nhìn thấy cuối cùng Vì vậy nên có thể nói là cái xử lý này của Xiaomi không thay đổi Nhưng mà mình có thể khẳng định với các bạn là đây là một chiếc điện thoại dòng T Tức nghĩa là không phải là thuộc dòng flagship cao nhất của Xiaomi Nó chỉ là flagship rút gọn nhưng camera của nó rất tốt Điều này chứng minh cho những tấm ảnh chụp thiếu sáng mà mình đang nhìn thấy ở đây Chỉ thua kém một tẹo và khi mình bật chế độ chụp đêm lên Thì ảnh thậm chí còn sáng hơn so với trên iPhone 13 của chúng ta Và HDR của Xiaomi làm tốt hơn iPhone Trong cả điều kiện là đủ sáng và thiếu sáng Và cả camera ultra wide thì HDR của Xiaomi đều tốt hơn so với lại iPhone Đó như vậy chúng ta có thể nói rằng là camera của Xiaomi thực sự đã cải thiện một cách rõ rệt trong năm nay Và video cũng như vậy luôn nếu mà quay về video luôn luôn rằng iPhone là thắng toàn diện Thế nhưng lần này điện thoại Xiaomi đã đem lại nhiều mình một sự bất ngờ Về khả năng thu sáng, về độ chi tiết quay trong buổi tối như thế này Của Xiaomi hoàn toàn ngang ngửa với chiếc iPhone của mình Và kể cả đủ sáng nó cũng không hề thua kém một chút nào cả Chỉ có chăng là chúng ta nhận ra là cái hiện tượng là drop khung hình Để mà giữ được độ sáng khiến cho video đôi khi bị giật giật Ở trên Xiaomi vẫn có và iPhone thì không phải hy sinh điều này Đấy, chính là cái yếu tố duy nhất về quay video mà chiếc điện thoại Xiaomi thua cái chiếc iPhone 13 của chúng ta mà thôi. Bên cạnh đấy thì camera ultra wide nếu chỉ chụp ảnh thì camera trên iPhone 13 sẽ rộng hơn và có phần nào thể hiện vẫn tốt hơn so với camera ultra wide của chiếc Xiaomi 12T Pro. Và quay video bằng camera ultra wide thì Xiaomi 12T Pro thua đứt đuôi. À, nó không có một cái cửa nào để so với góc ultra wide ở trên chiếc điện thoại này. Nhưng mình đã báo rồi cái lợi thế 200 m sẽ thể hiện ở chính cái việc nó có thể crop và zoom ảnh bởi vì cái điện thoại này không có ống kính tele những góc xa gần như là iPhone 13 sẽ chịu còn với Xiaomi 12T Pro các bạn sẽ camera 200 chụp rất nhanh các bạn có thể zoom crop lại khung hình để có những cái góc xa giữ được chi tiết tốt mà iPhone 13 không thể làm được Tất nhiên chiếc điện thoại này thêm một điểm trừ nữa đó với camera selfie nó cũng chỉ quay được ở Full HD Một điều mà phần lớn điện thoại Trung Quốc đều có một điểm yếu chung Trong khi đấy con iPhone cho thoải mái quay 4K cả cam trước và cam sau phù hợp với những bạn làm Vlog Có app story ở trên Instagram, Facebook các kiểu livestream Làm TikTok thì các bạn sẽ chọn con này thay vì con này đó như vậy là phần so sánh camera đã cho chúng ta thấy Xiaomi đã có sự tiến bộ một cách rõ rệt và mình thì không so với iPhone 14 vì giá của nó sẽ chênh quá nhiều nhưng mà thực sự là nó đã có những cái điểm mạnh của mình bên cạnh những yếu tố về thuật toán vẫn đang thua iPhone rồi đi đến những điều khác thì sao về cảm giác cần nắm iPhone cho mình một cảm giác sang hơn rất nhiều à, ở đây không phải là cái logo này tạo cho mình cảm giác sang Mà chính là nhờ cái viền nhôm và mặt đứng kính Trong cái đấy, cảm giác nhựa của cái con Xiaomi hai t Pro cầm lên là anh em sẽ thấy ngay có lẽ là điều này là phải chấp nhận khi mà Xiaomi đã có một cái giá thành đã bản thân tốt hơn, có camera 200MP, vi xử lý của nó Snapdragon 8 Plus Gen 1 cũng là mới mẻ nhất và cái khả năng chơi game của con này cũng cực kỳ là ấn tượng à, để so kè với chiếc iPhone 13. Và cái điều này phải chấp nhận hy sinh và thiết kế nhựa và mặt lưng được cái là vẫn nhám mờ không bám mồ hôi và dấu vân tay. Và một điều cắt giảm nữa là nó chỉ có kháng nước IP53, tức nghĩa là rất nhẹ kiểu đi mưa hắt vào, à, Coca đổ vào mặt chứ còn cái điện thoại này thì chúng ta vẫn có được tiêu chuẩn IP 68 xịn sò so với lại cái con này và điện thoại của Xiaomi chúng ta cùng với lại iPhone nếu các bạn chọn thì sẽ có những phiên bản hai sim con này của các bạn nếu mà mua Việt Nam thì phải dùng một sim và một e sim đúng không nào và ở đây thì các bạn thấy là loa của nó được tinh chỉnh bởi Harman Kardon các bạn sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa tắt TV khi bạn cần bật lại một lần nữa và bật điều hòa hay những máy chiếu đều làm được một cái điểm thú vị mà nhiều sinh viên thích cái này để đi học ở trên lớp <laughs> âm thanh loa ngoài thì lại không phải là thế mạnh con này loa cũng được tôi không to quá Nhưng về chất âm thì cũng tiếp tục là thua cái chiếc iPhone 13 này Theo trải nghiệm mình xem một video trên Youtube mà là mình xem phim nghe nhạc Thì iPhone 13 đều tốt hơn Mà hình hiển thị mình sẽ chọn Xiaomi 12T Pro bởi vì tần số kép 120 hz Con này chỉ có 60 hz các bạn ạ Ui giời, dạ, nhưng mà 60 hz của iPhone nó hơn đứt con kia đấy, đứt à? Mày có tin tao cho cả cái điện thoại iPhone này vào túi quần tao không? Đấy, rất nhiều người được comment như vậy Nhưng 120 hz là nó thật bởi vì nó sẽ còn tác động đến một số tựa game hay là trải nghiệm các bạn nữa cơ Và đúng là iPhone kể cần 60 hạt cũng mượt rồi Nhưng tại sao chúng ta lại phải tiết kiệm bởi vì chúng ta có một trải nghiệm nhiều hơn Với 120 hạt này và cùng với cái màn hình hiển thị của nó chúng ta sẽ có kích thước lớn là 6.67 inch Con này chỉ là 6.1 inch thôi Nhỏ hơn và cùng với cái tai thỏ các bạn sẽ không có được một cái không gian tràn viền để mà lướt web xem phim chơi game đã như là trên Xiaomi 12T Pro và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là Xiaomi 12T Pro cũng có được màn hình là 68 tỷ màu Hiển thị khá đẹp, Dolby Vision Độ sáng cao nhất là 1200 200 nit Tức nghĩa là tương tự với độ sáng ở trên cái chiếc iPhone này ở mức tối đa Nhưng mà khi mà các bạn dùng hàng ngày thì iPhone chỉnh được là 800 nit Còn con này chỉ được là 500 nit Nên đôi khi là anh em sẽ cảm thấy độ sáng của nó sẽ thấp hơn so với lại iPhone trong cùng một điều kiện mà các bạn kiểu sử dụng Còn khi ra ngoài trời đều đẩy lên cao nhất nên nhìn được bình thường không gặp vấn đề gì hết iPhone sẽ sử dụng là Face ID Còn cái này các bạn sẽ còn có cảm biến vân tay trong màn hình Không sử dụng Face ID Nhanh, nhẹ và hiệu quả cái đấy là hai cái sự lựa chọn khác nhau Cũng tương tự hệ điều hành Một cái là Android tùy biến Một cái là iOS Về độ mượt mà Xiaomi có thể nói rằng là Hệ điều hành này cũng đã sao chép Kha khá từ điện thoại iOS rồi Nhìn cái, cái, khu vực phim tắt đã thấy giống rồi Và tuy nhiên thì ngoài những cái copy ấy ra Thì nó có những cái nét riêng hay về những cái phần mềm Thì các bạn có thể xem Bây giờ nói về những cái tính năng hay của MIUI chắc là hết ngày đã được cái điểm cộng còn thi thoảng giật lang nữa đúng không? Và nếu mà độ mượt mà hỗ trợ update cập nhật lâu dài thì chắc chắn là phải mua iPhone. Còn nếu mà các bạn muốn thường xuyên đổi điện thoại <laughs> hay là biết cài ROM thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại của Xiaomi này. Về pin thì tôi chưa biết. Thực sự đang nói về pin thì thực sự tôi đánh giá rằng là cái con điện thoại Xiaomi này khá là trí trá. Bây giờ nó tắt thời gian on screen rồi. Nó không có hiển thị thời gian nữa mà nó chỉ cho người ta biết là cái app đấy dùng trong bao lâu. Tôi phải tự cộng lại thì trung bình cả chơi game giải trí con này được khoảng 5 tiếng hơn và con điện thoại này chúng ta thì là một trong những chiếc máy cũng pin rất tốt nhìn chung lại thì pin của iPhone vẫn sẽ nhỉnh hơn so với 12T Pro nhưng bù lại sạc con này nhanh quá 120W các bạn chỉ cần tới 19 phút là sạc đầy còn với 19 phút của con này các bạn sạc còn chưa được 50% thế nên mà mình hoàn toàn chấp nhận đánh đổi với thời lượng pin có thể ít hơn một tẹo nhưng sạc nhanh hơn rất đáng kể để đem lại trải nghiệm sử dụng hàng ngày cho nó thoải mái và như vậy đấy là bài so sánh của mình về Xiaomi 12T Pro iPhone 13 đây là hai chiếc điện thoại mà khá là tuyệt vời à... Chọn iPhone 13 chỉ đơn giản là sự ổn định Những cái thương hiệu, những cái gì mà dùng iPhone là nó vẫn là iPhone Các bạn chọn nó về những cái yếu tố đấy rồi Tôi không có gì để mà giải thích hay là để mà khen ngợi hay là bổ sung thêm cả Bởi vì trong mọi bài so sánh iPhone đều có thế mạnh của riêng mình các bạn sẽ lựa chọn Xiaomi 12T Pro khi các bạn muốn có camera 200 m hữu ích hơn trong những điều kiện muốn zoom, crop ảnh Và các bạn sẽ muốn có sạc rất nhanh, tốc độ ấn tượng Snapdragon 8 cộng Gen 1 Cực kỳ mạnh mẽ về cấu hình và màn hình tần số quét 120Hz Đó, thì các bạn nghĩ sao các bạn chọn Xiaomi 12T Pro hay là iPhone 13 thì hãy comment xuống bên dưới và hẹn gặp bạn trong các video lần sau. Thằng quay phim đi đâu rồi? Thằng Hải đi đâu? Ok. Cái thằng này mày dân ở đâu ấy? Thôi, thằng này là dân iPhone rồi. Còn tôi thì tôi chọn iPhone 14 Pro dùng song song với lại Xiaomi 12S Ultra các bạn ạ.